Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi quay lại cái video này để chia sẻ với quý vị và các bạn cách sửa cái vòi nước nóng lạnh trong nhà tắm hoặc là cái vòi rửa bát. Như ở đây là các quý vị và các bạn đang xem là cái vòi rửa bát ở nhà tôi. Thì cái bệnh thường gặp của nó là một là bị bó kẹt, vặn đi vặn lại nó không được trơn tru. Hai là nó bị rò rỉ nước. Thì chúng ta sẽ tháo ra để khắc phục nó. Đầu tiên chúng ta sẽ khóa hai cái nguồn nước nóng và nguồn nước lạnh vào cái vòi này. Và cái dụng cụ chúng ta cần nó là như này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái mỏ lết để chúng ta tháo hai cái đai ốc này ra. Nó làm bằng nhựa và dụng cụ chúng ta sẽ dùng cái kìm chết để nó không bị xước sát ra. Xấu thì quý vị và các bạn hãy dùng một cái thank you.
vị và các bạn không thể khắc phục được ấy, thì quý vị và các bạn có thể mua riêng cái phần lõi này. Người ta bán rất nhiều ở các cái cửa hàng bán đồ nước, giá thành của nó so với cả một cái củ kia thì rẻ hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn có thể mua luôn một cái củ mới này, cái ốc mới này để thay thế luôn. Khi đi thì quý vị và các bạn cầm cả cái củ, cái ốc này đi để cho nó vừa đúng. Do cái củ sen này cũng dùng lâu ngày rồi cho nên là nó bị các cái cặn bẩn của nước nó đọng lại và nó dính vào trong này rất là đen. Mặc dù cái nguồn nước của nhà tôi cũng là thuộc dạng nguồn nước sạch đấy, tuy nhiên mà quý vị và các bạn có thể nhìn thấy nó đen xì đấy. Bên trong cái lõi của nó thì cấu tạo nó gồm có hai cái mặt bằng sứ rất là trơn nhẵn phẳng. Đây là cái mặt trên đây. Trên mặt này nó có một cái khuyết hình chữ nhật. Đây là cái nơi chia nước đây. Cũng rất là nhiều cặn bẩn thì tôi sẽ dùng cái rẻ này mà cạo sạch. Rất nhiều cặn đen xì này. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy. Thường thì nguyên nhân mà cái củ sen này nó bị rò rỉ nước là do hai cái mặt của sứ, hai cái sứ này nó không khít nhau và nước nó chảy qua. Có thể là dùng quá lâu nó mòn hoặc là cặn bẩn nó có thể bị kênh thì nước sẽ rò rỉ qua đây. Ta sẽ phải lau sạch hai cái mặt bích này. Đây là cái mặt dưới của nó đây. Nó gồm có 3 lỗ là hai lỗ nước nóng và nước lạnh. Và cái lỗ ở giữa to nhất là lỗ thoát để chảy ra ngoài này. Tôi sẽ cậy ra. Đây, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái phần dưới này nó có cái màu đỏ, đây chính là cái cao su, gioăng cao su màu đỏ. Cái gioăng này nó ép để cho hai cái mặt bích luôn luôn liền sát vào nhau. Nếu cái gioăng này nó hỏng thì nó cũng không đủ áp lực để nó đẩy hai cái mặt bích này sát nhau và nước nó cũng có thể rò rỉ ra. Thì ta sẽ tiến hành lau chùi. Kiểm tra thì thấy rằng cái gioăng màu đỏ này nó cũng vẫn có độ đàn hồi rất là tốt, vẫn sử dụng được. Cho nên tôi chỉ lau chùi bảo quản để cho nó sạch các cái cặn bẩn ở trong thôi. Sau khi lau chùi xong thì ta sẽ tiến hành lắp lại như ban đầu, quá trình làm ngược lại. Phần miếng sứ ở phía trên này nó có các khuyết rất vừa với cái nhựa mà quý vị và các bạn phải lắp đúng thì mới vào được.
không thể lắp sai được, để lắp sai nó sẽ không vào được. Đấy, khi lắp ngược lại thì chúng ta để ý hai cái lẫy và hai cái gờ nó sẽ vào chỗ khuyết của phần mặt trên, để ấn vào là xong thôi. Tiếp theo là ta sẽ bảo quản cái phần vỏ. Trong này cũng rất nhiều cặn bẩn, đen. Sau khi ta bảo quản xong thì ta lắp lại như ban đầu thôi. Quá trình lắp ngược lại quý vị nhớ lại là lắp thôi. Rồi nếu video này quý vị và các bạn cảm thấy hữu ích thì quý vị hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ miễn phí nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công.